Ngày 1 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký công điện về việc yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Để chủ động kiểm soát, phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp là sớm một bước cao hơn một mức, không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành quán triệt chỉ đạo thông suốt quyết liệt, huy động các cấp ngành đoàn thể tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ giám sát chặt chẽ dịch ngay tại các cửa khẩu đối với địa phương có cửa khẩu trong cộng đồng phát hiện sớm điều trị kịp thời người mắc hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong xử lý triệt để ổ dịch sẵn sàng thuốc trang thiết bị nhân lực kinh phí để triển khai các biện pháp phòng chống dịch tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc bệnh chủ động xây dựng kế hoạch kịch bản đáp ứng tổ chức diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra bộ y tế theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới để chủ động các biện pháp phòng chống dịch điều trị hiệu quả kịp thời